Em đúng Vĩnh Nghệ, chứng minh Hải Phòng. Xin kính chào tất cả các bác. Chúc mừng có một buổi tối, hôm nay buổi tối thứ ba. Chúc anh em có một buổi tối thứ ba thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và người thân. Hôm nay em lại lên một clip và chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái sản phẩm mới các bác nhé. Những cái sản phẩm mới và rất là đẹp. Toàn hàng đẹp và hàng chất lượng đấy các bác. Toàn hàng đẹp và chất lượng thôi. Thì trước khi vào clip thì mọi người hãy nhớ dành cho các tình yêu và nhớ dành cho Minh xin một nút like. Nút like mọi người nhé. Ai chưa đăng ký kênh nhớ nút đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ đi luôn vào cái clip. Mà thời gian nó cũng không quá, em cũng không muốn quay dài. Thì sẽ quay nhanh thôi. Quay nhanh và chia sẻ anh em những cái sản phẩm đẹp. Thì anh em nào yêu thích cái món gì thì mọi người có thể chốt đơn mọi người nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trên cái phương châm và với cái nền tảng chia sẻ mọi người là em sẽ cố gắng làm sao mà đưa đến cho anh em những cái sản phẩm làm sao nó rẻ nhất có thể, rẻ nhất mà giá hợp lý nhất và phôi đẹp nhất có thể để mọi người chơi mọi người nhá. Ok, chúng ta bắt đầu vào chương trình luôn. Thì một cái sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu mọi người đây là một chú trâu làm bao tiền. Thật ra những cái hàng như này nó rất là dễ bày. Đây là một chú trâu rất là vừa, đây em đang ngồi ngang rất là vừa mọi người, kích thước nó không quá to và nó cũng không quá nhỏ. Cái này thì mọi người bày ở vị trí làm cũng rất là dễ. Và các bác có thể thấy đây là một cục phô, rất là một cái dễ hương. Nhưng mà đây là một cục phô nó rất là tròn đều, nó không có bị thừa. Cái phôi mà để làm được ra những cái sản phẩm mà nó cân đối, nó không thừa và nó cũng không thiếu thì nó rất là khó mọi người. Nhất là đối với hàng gốc dễ hương ta Gia Lai. Đây là hương ta Gia Lai. Anh em tại nhìn tại cái bao tiền nó rất là nhiều cái phần sần và sụn. Thì là để mà làm được những cái phẩm mà gốc rễ mà làm được cân đối này là rất là khó đó mọi người. Vì vậy anh em mà nếu mà cảm thấy hợp lý, các bác có thể mua ở bày cái vị trí nào cũng được hoặc mang đi tặng thì sẽ tuyệt vời. Chất hương ta Gia Lai. Thế mọi người nhìn này. Thế là em đều là cố gắng mua những cái phôi gốc. Thật sự mọi người là chỉ có phôi gốc thì nó mới đẹp. Và chỉ có phôi gốc thì nó mới đưa cho mọi người những cái sản phẩm chất lượng và mọi người chơi nó sẽ bền bị cái thời gian, rất là cân đối mọi người, cực kỳ cân đối luôn. Cái đế thì anh em cứ yên tâm đi, hàng này thì đây là hàng em bao chọn gỗ rồi thì những cái phần đế này đều mọi người thấy đều phải cắt đi hết, đây đều cắt đi hết để nó ra được một cái đế đẹp như này. Gốc dễ nhưng mà đều phải cắt đi mọi người, cắt đi hết. Rất đẹp. Thì một cái cục phôi tròn như thế này thì bọn em đầu tư ra cái phôi ban đầu, một cục phôi như này nó cũng phải đâu đó rơi vào tầm khoảng 20 cân. Phải 20 cân thì mình mới khoanh và cắt đi nó đều như này. Đấy. Thì 20 cân mà gỗ đặc như này đầu xe thì bọn em nó phải bỏ ra tầm khoảng 700.000. Xí suất 700.000 tiền phôi. 35.000 một cân. 35.000 một cân mọi người, rất đắt. Rất đắt mọi người. Cái nó đều, cái này cái chiều dài là 31, chiều cao 20, cái này chiều này là 31 này, cái chiều cao là 20 này, và độ dày của nó cũng là 20, dày của nó cũng là 20, gỗ thì nó rất là đẹp đều mà cân đối hài hòa. Dài 31, cao 20 và sâu 20. Thì cái mức này mình chỉ để cho mọi người cái giá rất là hợp lý. Tiền gỗ đó, tiền gỗ và tiền sơn xi các kiểu nó phải tầm gần 800.000 rồi. Thì đi cái công thợ nữa, công thợ và công của em Minh nữa thì em Minh chỉ xin giao đi mọi người mức này với giá là 1268 không ship anh em nhé. Số đẹp thôi, 1268 không ship. Cam kết chuẩn hương ta Gia Lai, hàng liền khối không chấp ghép, anh em yên tâm nhé, cam kết chuẩn hương ta Gia Lai, hàng liền khối và không chấp ghép gì đâu, không chấp ghép. Có trâu này em là để em làm khá là nhiều trâu đủ các thể loại luôn cho mọi người chơi. Anh em nào mà cần những tác phẩm trâu đẹp thì nhớ em, đây để bàn nó rất là tuyệt vời luôn, có hàng to hàng nhỏ đầy đủ luôn cho mọi người. Đây vừa là hai cái tác phẩm
Châu đấy là hai cái tác phẩm Châu, à cái tác phẩm vừa rồi là Châu Hương. Còn đây em chia sẻ cho mọi người hai tác phẩm Châu Chắc, chắc đẹp, cái da hàng không to đâu. Nhưng mà đây những cục chắc, đây là những cục chắc thừa mọi người. Chắc thừa, nó chỉ có hai cục thôi. Hai cục thôi mọi người nhá. Không có nhiều đó. Em chỉ làm được hai bước duy nhất thôi. Một bước chắc đen và một bước chắc đỏ. Hai con trâu nhỏ xinh. Nghe anh ơi. Dạ. Anh ơi thì nó xong rồi. Dạ. Về nhà. Mang về nhà rồi. Vâng. Dạ anh. Vâng. Sau khi các bạn nghe cuộc điện thoại của anh khách Hải Phòng, đây em chia sẻ mọi người hai chú trâu. Thì anh em nhìn thế này nó đơn giản thế này thôi, nhưng mà thực ra nó rất là khó. Một cái là bởi vì là đây đều là những cái phụ đặc, đều là những cái phụ đặc đó, phụ đặc, phụ đặc hết mọi người nhé. Trâu đen và trâu đỏ, trâu đen ăn trâu đỏ, trâu đỏ ăn trâu đen. Trâu đen và trâu đỏ đấy. Và em sẽ cam kết với mọi người là tất cả những cái sản phẩm này đều là liền nguyên khối 100% về chất lượng phôi cũng như chất lượng gỗ, đều là những cục gỗ thừa, không có chắp ép, và những cục gỗ thừa. Thì những cục chắc như thế này đến đặc như này thì em Minh đang mua với cái giá phôi nó đâu đó rơi vào tầm khoảng 150-130 một cân. Phôi này là phôi nhỏ, không phải là phôi to, nhưng mà là chỉ là nựa phôi đế đặc thôi, thì dao động từ 130-150 một cân. Thì một cái cục phôi này nó xem nó rơi vào tầm khoảng 4 cân đến 5 cân gỗ. Trong đó mình cắt mình hạ đi, vì tất cả những cái này đều là liền ấy. Những cái sừng này đều là liền. Và mọi người thấy cái phần bệ đế này đều rất là to. Đều rất là to luôn. Đấy. Đấy. Cái này trước em vẫn làm, em vẫn bán là tầm khoảng 900 đến 1 triệu một con. Và trên thị trường thì hiện tại vẫn đang bán như thế. Và cũng chưa chắc là dám cam kết với mọi người là đặc và liền, nhưng cái này là cam kết luôn. Không có nhiều, chỉ có hai con duy nhất thôi mọi người nhé, để hai con trâu làm duy nhất thôi. Còn trâu đứng thì có trâu đứng đấy, con này là trâu đen, trâu này thôi, nhưng mọi người về xoay ra nắng là vẫn có màu đen nhé. Anh em thích màu đen thì chơi con này, anh em thích màu đỏ thì chơi con này nhá. Làm rất là kỹ, để mọi người làm rất kỹ để bán rất là đẹp. Có hai bước thôi, em Minh sẽ để cho mọi người cái giá rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý mọi người nha. Em hứa luôn là rất hợp lý rồi mọi người. Nói chung là anh em mua được gần như của em là đều là cái giá gần như mọi người mua, thậm chí là còn rẻ hơn các bác mua của thợ làm trực tiếp, rẻ hơn của mọi người mua của thợ làm trực tiếp. Bây giờ nếu mọi người có một củ gỗ chắc, mọi người đi thuê thợ làm con này, người ta lấy mọi người ít nhất phải tầm khoảng từ dao động từ 700 đến 1 triệu tiền công. Chứ còn bảo nếu mà một con trâu này đục mà đẹp như thế này tỉ mỉ này mà bảo lấy 500.000 tiền công thì chắc chắn người ta không lấy đâu, không ai lấy đâu mọi người. Chắc chắn phải tầm 700 đến 1 triệu. Em sẽ đo đại diện một con nhé. Cái này dài 24 này, cao 10 này, và khá là dày. Chiều dày là 16 phân. Dài 24, dài 24, cao 10 và dày 6 phân. Đây là những cái đầu thừa của gỗ chắc. Con này sụn đỏ rất là đẹp. Làm kỹ, sạch sẽ, đều đẹp. Và giá giao lưu với mọi người trước vẫn bán từ 900 1 triệu. Thì hôm nay em sẽ để cho mọi người cái giá đẹp, giá hợp lý và những cục phôi chất anh em nha. Mọi người xem được clip thì nhớ dành em mình sẽ rút lại mọi người nha. Em sẽ để cho mọi người 790k của em thôi. Anh em 790k của em. Anh em lấy châu đỏ thì bảo là châu đỏ, châu đen thì bảo châu đen. Mọi người nha, mọi người cứ tính hộ em tiền công, tiền sơn si, tiền gỗ, tiền công của em Minh, tiền công của thợ 790. Em chỉ xin mọi người đúng 90.000 một con. 90.000 một con đó, chưa trừ đóng bọc. 790k mọi em không ship mọi người. Ship một em này rơi vào tầm khoảng hơn 20.000 thì ship nha. Báo ship luôn cho mọi người là ship tầm 20.000. Anh em lấy thì em sẽ chuyển khoản 801. Em sẽ báo ship, em chỉ xin mọi người 20.000 thì ship thôi, bởi vì cái ship này em gửi nó rơi tầm khoảng 22 đến 25.000. Một con như này tầm 22-25 nghìn. Mọi người lấy chuyển khoản 801 thì nó sẽ làm.
lấy 20 thì ship thôi. Cũng có nhiều kiểu hai con rất là đẹp mọi người ạ. Anh em nhận hàng rồi nhé. Nhỏ xinh mà rất là đẹp, nó không quá to nhưng mà nó rất là tuyệt vời. Nên cho các tình yêu một tác phẩm này đi, một tác phẩm rất là đẹp. Mấy bức này rất là to mọi người nhé, và liền nguyên khối, cực kỳ to và liền nguyên khối. Cực kỳ to và liền nguyên khối anh em nhá. Nặng quá. Cái này bây giờ còn phải nặng rơi vào tầm khoảng 40 cân. Còn phải 40 cân đấy mọi người. Tuyệt vời luôn. Còn phải 40 cân đi các tình yêu ơi. Không hết 40 cân không hết được đâu, em nghĩ là phải 40 cân đó. 40 cân sợ không hết được, nhưng mày chắc phải 40 cân. Bức này rất là to, to lắm mọi người. Anh em nào mua cái bình này thì lưu ý cái không gian của em nhé. Bởi vì phải không gian rất là to thì mới bày được cái bình mai này. Và cái bình mai này của em toàn bộ như thế này, toàn bộ như thế này mọi người nha. Nó là liền khối lâu lắm rồi, thật sự là rất là lâu rồi, quá là lâu rồi với có một chiếc bình mà liền nguyên khối. Mà đây là một cái bình mai, mọi người sẽ thấy là những phần thân đổ xuống, và trên này có hai chú vẹt, và hai chú vẹt này cũng là đục liền nguyên khối. Thường thường là những cái bình này, cái phần vẹt hoặc phần cò là sẽ phải chắc ghép, hoặc bướm hoặc là ong là sẽ phải chắc. Đây là hai con chú vẹt này đều là liền. Cực kỳ tốn phôi anh em ạ. Nhiều phôi lắm. Bình rất to. Bình mai. Cao là 79. Chiều rộng. Rộng 60. Anh em phải gán kích thước của em nhé. Cao 79 mà rộng 60 độ dày. Chiều dày của bình này thì chơi với anh em nó rơi vào tầm khoảng 41 đến 43 phân. Mình lấy tròn là 40 đi cho nó thoải mái. Liền nguyên khối đó các bác. Nhiều anh em sẽ không tin là tại sao lại có một cái bình mà nó lại liền như thế này. Anh em sẽ không tin. Nhưng mà xin chia sẻ mọi người, đây là nguyên một cái gốc hương rất là to. Và em cho thợ cắt làm cái bình. Chia sẻ mọi người. Một cái bình mai thác độ. Trong này nó có đá nhé, nó găm đá. Gỗ gốc nó sẽ găm đá. Rất là tuyệt vời anh em nhé. Một bình duy nhất và rất là lâu mới có đó. Và em Minh sẽ để cho mọi người cái giá, anh em nghe phát là yêu được ngay. Với cái phương châm là làm ra cái giá nó rẻ nhất cho anh em. Khẳng định được rẻ nhất cho anh em chơi. Quan trọng là gỗ liền, không có chắp ghép anh em. Còn chắp ghép thì mình không nói gì đâu, đây là hàng liền. To lắm mọi người nhé. Bức này thì anh em nào gần mua thì sẽ đợi được cái tiền ship này. Nhưng anh em ở xa thì cũng khá là khoai, ship cũng phải mất tầm khoảng 300. Đóng kiện thì nó to lắm. Với kích thước là cao 80, rộng nó lên đến 60 và sâu 40 thì đóng kiện thì nó rất là to và khủng luôn. Cái mặt bình thì cũng rất là nhiều chun,
và những cái chấm lu. Đây là những cái chấm lu rất là nhiều mọi người nhé, chấm lu rất là nhiều. Đó. Cái duy nhất thôi, to lắm, bình nó cũng to nhưng mà như quả bình thì khủng khiếp. Một cái bình chum như kia đang bán tầm 1-2,5 triệu. Đấy, thì một cái chum mà nó còn to hơn cái chum đầu, cái chum không mà nó to hơn cái kia rất là nhiều. Còn chưa nói những cái phần đục mai là mình phải đục rất là nhiều công moi móc. Hai con vẹt đều có liền nhé. Ủa, nó có bám rác một đoạn này, nó có rác đây này. Đấy, cái viền này nó có rác mai trắng này này, còn chỗ này là lõi hết. Đấy, cái điểm này rác tự nhiên của gỗ. Đây. Một chút đây thôi. Quan trọng là nó niền anh em ạ, nó không chắp. Đấy thôi. Còn anh em đi mua thì chắc chắn là những hàng mai, bình mai như này thì chắc bét chè hơn. Nói câu chuyện là liền làm gì có đâu. Em chỉ làm bằng liền thôi, không chắc. Mà có biết có chắc em sẽ bảo. Đó, mọi người có thể về có thể kiểm tra. Bình này duy nhất ngày hôm nay em Minh sẽ để cho mọi người một cái giá nó sẽ cực kỳ yêu thương và mềm mại. Và chắc chắn là anh em nghe phát mua được luôn. Khẳng định với anh em luôn là nghe là phát là mua được luôn. Và bình thường sẽ không bao giờ có cái ở đâu bán một cái bình này. Nếu với một cái bình liền mà to như thế này thì chia sẻ là mọi người mua trên thị trường bây giờ đâu đó cũng phải bỏ số tiền cơ số là tầm khoảng 7-8 triệu thì mới mua được hàng liền như thế này và to như thế này. Nhưng em Minh chỉ để cho mọi người cái số các bác nghe phát mua được luôn 5,2 triệu không ship anh em nha. 5,2 triệu không ship, nhà sản xuất thôi, thợ làm rất là nhanh và đưa đến cho mọi người cái giá thành cũng rất là mềm mại, cân đối anh em nhé. 5,2 triệu không ship, anh em Minh tay vào múc bình đẹp và to cũng thế này để còn niền nữa, lấy đâu ra ở giá này. Gỗ cả gỗ khổng lồ, xong còn công thợ làm ngoái móc, đây là thợ nhà làm ra, giá hợp lý. 5,2 triệu duy nhất ngày hôm nay của mình này mà mua được cái gỗ, thực ra là cái mức này mua được cái gỗ hợp lý. Chứ còn bình thường cục phôi thì em mua, xin thưa mọi người đi mua cục phôi để chắc phải cả tạ phôi mà giá 35,000 thì đúng là còn có 1,5 triệu thì không thể nào làm gì, chịu chết. Và ví dụ cục gỗ này 3 triệu chẳng hạn thì còn 2,2 triệu em nói mọi người nhé, không làm được đâu. Đấy, cục phôi thì mua được giá rất hợp lý và để bán cho mọi người làm đi, bán cho mọi người làm đi. Và công thợ nhà làm khá là nhanh nên là anh em múc vô tư nhá. Nhưng mà cũng chỉ có một cái duy nhất thôi, anh em nhanh tay mà chơi đi, giá hôm nay thì cũng giật mình rồi mọi người ạ. Ok nhá, để em xin phép bị xuống rất nặng, bây giờ đâu phải nặng tầm 40 cân nữa anh em nhé, không nhỏ đến 40 cân đâu, phải tầm 40 cân đấy. Alo ạ, nghe anh ơi. Cái gì anh nhỉ? Chưa, làm sao mà nhanh thế được, hàng đây còn phải nửa tháng nữa mới xong. Đã nửa tháng nữa mới xong anh ơi, hàng của em bây giờ còn nặng 3 tạ chứ còn đâu phải là nặng 1 tạ 2 tạ đâu. Vâng, một lâu mới xong, nửa tháng nữa. Sao mà nhanh được, nửa tháng nữa. Của trường cao bao nhiêu? Ui giời, cái phò của trường bằng một góc phò của em, phò của trường cái ấy là cái nửa tháng cái gì? Chắc chỉ bằng một nửa thôi. Của em còn đang 3 tạ cơ mà. Anh cứ cân nặng phôi, phôi của em còn nặng 3 tạ. Anh cứ áng cân ra mà biết. Vâng. Đấy, anh cứ áng cân. Rồi, rồi, rồi. Rồi, ok. Vâng. Rồi, rồi, rồi. Ok, anh, ok. Rồi. Vâng, 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 ok. Đã, đã, đã. Vâng, vâng, ok.
Vâng, ok. Dạ. Vâng. Em cho biết không nhớ được đâu, xong rồi thôi, chịu thôi. Của em số tầm 70. Là ba tạ cơ mà, ui, 6 người không khiên được anh. Vâng. Mọi người cũng khách khỏi điện. Ok, để em xin bước này xuống mọi người nhé. Đây là một trong những cái bình ấy và giá thì em sẽ để cho mọi người là giá cực kỳ hữu nghị đó. Tầm đấy em mình sẽ cố gắng làm ra để cho mọi người giá hợp lý thôi. Anh em yên tâm, trên thị trường thì không ai bán những mức này như thế này đâu. Một cái bình bé xíu người ta đã bán 3 triệu rưỡi 4 triệu mà nó chỉ bằng 1/4 cái bình này của em thôi. Bình này của em to tổ 4 luôn, em bán mọi người 5,2 triệu. Nhà làm ra kiếm một chút thôi, là mày kiếm cho anh em một chút công thôi anh em nhá, anh em yêu thương ủng hộ nhé. Rồi anh chị chuẩn bị xuống, bây giờ còn là phải tăng tổng quả lặng tổng 40 cân đó, không trẻ đâu, 40 cân sợ không hết cơ, nhưng mà chắc phải 40 cân. Ui dồi, ôi giời. Chung là giá hợp lý thôi, chứ còn bây giờ cũng không dám bán đắt cho anh em đâu, thật sự luôn ấy. Từ trước giờ em cũng chả bán đắt cho ai bao giờ cả, nó thật luôn. Phương châm là giá nhà làm ra. Ok, có một cái tác phẩm mèo rất là đẹp mọi người nhá, hàng nghệ nhân đục cho mọi người đây. Đây là hàng nghệ nhân đục nhá, anh em ngắm một em chút. Đây hàng nghệ nhân này. Đó, một chú mèo làm vắt vẻ luôn. Bắt vẹo luôn mọi người nhé, bắt vẹo luôn. Đây là đục, là đục niền nguyên khối, niền nguyên khối 100% đó mọi người, niền nguyên khối 100% là không có chắc cái gì đâu. Cái đế này, cái đế phôi này nó cũng chỉ một chút nũa đây thôi. Đây, đây là nó có một cái chút nũa hốc đây. Anh em nhìn nó có một cái hốc đây, một cái hốc nhỏ nhỏ này, là cái hốc nó chỉ đến đoạn này là hết này, em không vá mà kệ đó. Đấy đến đoạn này, đây nó dài đúng đây, còn từ trên này trở lên là nó đặc xịt luôn. Đây, đây nhìn nó như thế này, đây anh em sẽ nhìn những cái phần đây, nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ chỗ này này, đó một cái lỗ nhỏ nhỏ đây, đấy nó đến cái phần này này, đây đến cái phần này là hết, đấy. Và như thế, còn những cái chỗ này là đều đặc hết. Đây là một cái rễ hương, sau đó em cho tạo tác một cái tác phẩm mèo đang nằm vắt vẹo. Chất phôi thì bức này rất là đẹp, chia sẻ anh em là chất phôi của bức này thì anh em nó chất cực kỳ đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Cao 47 ấy, cao 47 rộng 40 và sâu tổng thể tầm 28. Cao 47 rộng 40 và sâu tổng thể tầm 28 phân. Cao 47 rộng 40 và sâu tổng thể tầm 28 phân. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Đây. Anh em nhìn này, cái chất vân anh em nhìn thế này. Đây nhìn chân vân này. Đấy. Đấy nhìn vân thì biết. Bởi vì hàng dễ hương thì vân nó bao giờ rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Hàng dễ thì vân bao giờ rất là chất lượng. Đây. Đó. Đây là một chữ nụ đoạn này. Nhìn được cái những bước này mà bác nào mà thích những cái dòng mà kiểu là nó lạ lạ một chút, quái quái một chút thì anh em chơi. Trên người là lu sũ hết. Trên người mèo là lu sũ hết mọi người nhá. Đây. Em nhìn này, người thấy cái phần đuôi là liền nhé, đấy gậy nhí. Em sẽ nhìn cái hai cái phần chân là mắt này, mắt nhau nhé, đấy, làm rất khéo. Hàng này nó gần như là hàng lên hàng nghệ nhân đấy mọi người. Ông này ông đục thì thật sự mọi người là rất là đẹp, không thể chê được. Mỗi tội là lấy công cao thôi, đấy, công cao thôi, chứ còn cho mọi người. Anh em không thể so sánh một cái sản phẩm như này với những con mèo chợ được. Bởi thực sự là
công đục con này phải 1,5 triệu. Công đục phải 1,5 triệu, chứ còn nếu mà bảo mà đục gọi là anh em bảo là đục dưới 1 triệu thì chắc chắn là người ta không thể làm được. Để nói thật, không thể làm được đâu, người ta không làm được con này dưới 1 triệu đâu. Đây. Mọi người nhìn thấy phần đuôi này, đuôi của phu đã đều là phải tuyển những cái rễ đẹp. Đó, nào. Rất đẹp mọi người nhá. Ok, anh em ngắm đi. Tuyệt vời luôn. Nó là hương ta Gia Lai đấy. Hương ta Gia Lai 100% không? Alo à? Vâng, alo ạ. Em bán cho anh nghe, em bán rồi. Em bán sáng rồi. Em sẽ làm gì lạc mà chưa xong rồi. Vâng. Cái đấy thì đúng rồi, đi làm thôi vậy. Không, không, em không làm. Em không làm ở đây. Vâng. Dạ. Chưa biết được cái gì, cái này làm lâu. Ủa làm lâu lắm anh ơi, chưa xong rồi, khi nào xong thì em bảo. Vâng. Vâng, vâng. Dạ vâng, vâng, ok. Có Phó Thọ anh ạ, à? Có gì tối mà sẽ vào lý. Dạ vâng. Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Ok, dạ, dạ. Sorry mọi người, không hiểu tại sao hôm nay quay clip mà nhiều người gọi điện thế. Đến cuộc điện thoại này vừa chắc vào cuộc thứ 8, thứ 9 mà em không nghe đấy. Mà cứ ầm ầm liên tục. Và để anh khách này gọi đến cuộc thứ 5 thì bắt buộc em phải nghe đi. Sorry mọi người nhé. Đây con này thì rất là đẹp anh em ạ. Cái dáng thế thì anh em nhìn này. Ai yêu nghệ thuật thì sẽ rất là thích cái pho này. Thật sự đó mọi người. Đấy. Hàng nó vừa gỗ nó đẹp. Xong cái dáng dấp cũng như là cái độ chất của phôi thì đều tuyệt vời luôn. Tạo dáng thì cũng rất là ok. Bước này em mình để cho mọi người cái giá rất hợp lý cho mọi người nhé. Anh em là đam mê thì múc bước này. Để cho các tình yêu cũng này với giá là 2,3,7,9 thôi. Bởi vì cục phôi này nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 1 triệu rồi. Xong nó còn công nữa. Công đục bức này thì chắc mọi người chắc cũng không bao giờ dưới 1,5 triệu đâu. Mà bán này anh em đam mê thì làm thôi. Còn thực tế là em cũng không. Em thấy cục phôi nó đẹp, em muốn làm một cái gì nó khác khác đi. Nó khác khác đi cho mọi người chơi. Ok nhé, 2,3,7,9 không ship. Nói chung là đẹp lắm. Nhìn nó lạ. Và nó chất, nó có cái chất riêng. Tiếp theo là giới thiệu đến các bác một cái tác phẩm mà cái này là một cái bức đây. Một cái bức dê gỗ hương ôm đá, một con dê gỗ hương ôm đá nhỉ, lâu lắm mới có một con duy nhất thôi, không có nhiều. Đây để đặc xịt mọi người nhé. Đây là chuẩn hương ta ôm đá mọi người nhé, một bức duy nhất thôi. Chuẩn hương ta ôm đá là một cái rễ. Rễ hương ta ôm đá. Đó. Đó 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 đó. Cái đó chiều cao xem nào. Cái cao 35 này. Đế thì đặc xịt rồi. Cao 35 rộng là 22 này. Và sâu là 17. Thực ra cái cuốn dê ấy, cái tác phẩm dê ấy, nhất là những cái tác phẩm dê hay là những cái tác phẩm tam dương ấy, mọi người dùng được. Nếu mà được chế tác trên những cục phôi mà có đá này thì nó sẽ là rất là tuyệt vời. Bởi vì nó mang đúng cái ý nghĩa của tác phẩm dê luôn. Dê bây giờ sống trên núi mà, nhất là những vùng núi đá thì con dê nó rất là thích. Thì đó đây là nếu mà những cục phôi mà có đá này thì nó là ăn đúng với cái sản phẩm luôn, ăn đúng cái ý nghĩa phong thủy luôn. Một cái dễ. Và đặc gỗ đặc xịt luôn. Đấy, đúng một cái dễ luôn mọi người nhá.
em sẽ bán kỷ niệm cho một anh em nhanh tay và liền nguyên khối mọi người nha. Đây là cục phô nó như thế này luôn này, nó như này luôn chứ không phải là chắc con gì đến cái bệ đâu nha, liền nguyên khối. Anh em nào nhanh tay thì múc có một con thôi, dê ôm đá, dê ôm đá mọi người nha, một em duy nhất. Bán kỷ niệm cho một anh em nào nhanh tay, đây là kỷ niệm. Củ phôi này chắc chắn chia sẻ mọi người, củ phôi này không dưới 700.000 phôi ôm đá, nó đắt lắm. À, 1268 không ship cho anh em nhanh tay. 1268 dê hương ôm đá tự nhiên liền nguyên khối, Hương Gia Lai đấy, một con duy nhất thôi nha. Em cũng hết dê rồi, là này thằng Hiếu Châu đi dê sẵn. Dê sẵn mọi người, tổng lại Hiếu Châu dê hơn quả. À đây, có một cái tác phẩm đàn ma mới, hàng mới nha, hàng mới đẹp đẹp luôn, mới đẹp đẹp luôn. Đây, cho anh em gặp. Ui, đặc biệt. Đế nó hơi lỗ một chút thôi, không sao, hàng gốc hương không chính được đâu mọi người. Cái này em sẽ phải chỉnh lại cái đế một chút, nó hơi bị nghiêng, hơi nghiêng một tí. Đây. Được cái bức này được cái dáng rất là ok, có cái bệ, con đồ nó có bệ, đơn giản thôi, một cụ đàn ma khất thực. Đó, xa xa mọi người nhìn cũng thoáng luôn. To lắm đây anh em, to ngang đợt mà này, to buôn đấy. Vậy thì để đây chưa bán. Cao 80 anh em ạ, bức đợt mà là cao 80, rộng 32 và sâu là 30. Đây là một cái rễ hương ta Gia Lai, nó là một cái gốc bên dưới này, nó là chính là một cái gốc và cái phần đầu đó chính là cái phần rễ. Đấy, nó làm nguyên một cái gốc hương Gia Lai. Và cái sản phẩm này nó có cái bệ, có cái bệ rất đẹp. Anh em mua đạt ma thì trường bây giờ hầu như đều là mua những cái sản phẩm đều không có bệ. Nó chỉ thun thút thuốc dài thôi, không có bệ này đâu. Anh em làm em đều cố gắng làm cái hàng có bệ nha. Để mọi người chơi. Hàng có bệ bao giờ nó rất là phê. Rất là phê các bạn ạ. Cái đế này sẽ phải chỉnh lại một chút. Đó, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn mọi người nha. Rồi đây em sẽ ra đi vào chi tiết, nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Niền nguyên khối mọi người nha, chứ không có chắc cái gì đâu ạ, không có chắc gì đâu nha, toàn bộ cái này đều niền hết. Đó, khá là dày luôn vì chiều dày 30 phân mà. Đây là phôi rất là dày. Phôi rất là dày. Giá thì sẽ để cho mọi người giá cực kỳ hợp lý thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho mọi người chơi nhá, anh em nhanh tay chốt nhá. À, một bức thôi. Hàng ngày mới xong ngày hôm qua. Thì hôm nay quay cho anh em. Đó. 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 Rất tuyệt vời mọi người nhá. Đây cái hàng gốc thì cái da gỗ, cái vân gỗ bao giờ nó rất là già. Rất là già và tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn mọi người. Cái hàng này được cái nó đẹp tứ diện luôn. Đẹp tứ diện luôn. Trên thị trường một cái bức mà đạt ma cao tầm 80 như này, gỗ hương này, thì mọi người cứ đi tham khảo thì giá đâu đó là tầm dao động từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Tầm đó nó sẽ dao động từ 4 triệu rưỡi 5 triệu tùy sản phẩm mọi người nhé, tùy sản phẩm sẽ dao động từ 4 triệu rưỡi 5 triệu. Còn mà những bước này bên em mình sản xuất ra thì cũng để cho mọi người cái giá nó sẽ hợp lý, hôm nay nó sẽ hợp lý nhá. Đó, vân này, vân gỗ đây, sạch sẽ mọi người nhé, sạch sẽ và vân rất đẹp luôn. Đấy, em mình sẽ giao lưu mọi người bước này hôm nay cho một bác nhanh tay nhé, giá cực kỳ hữu nghị và chuẩn chỉ luôn, anh em nhanh tay bán. Tầm bán rẻ cực kỳ luôn, 3999 không ship cho anh em mình tay. Anh em cứ đi so sánh trên thị trường, chuẩn hương ta cao 80 như này,
liền khối, bấm gỗ, bấm công của em xem là bao nhiêu. 3999 không ship mọi người nhá. Chưa bao giờ có lãi đâu ạ. Một bước duy nhất thôi. Giá nó trung hợp lý và hàng cao 80, bệ đẹp, có cái bệ rất là đẹp. Cái bệ như này là rất là tuyệt vời rồi. Không có nhiều đâu ạ. Một bước duy nhất. Đẹp phê đẹp. Vài luôn mọi người. Đây có cái hàng này muốn chia sẻ với mọi người. Đây. Đây có cái tác phẩm này. Đây là một cái tác phẩm mà cái này là nu cộng đấy mọi người. Nu cộng. Cái này nó gọi là em gọi là dê cụ, cụ của cụ, cụ của cụ dê, gọi là dê cụ cụ. Mình chỉ tóm lại là cụ già lắm rồi. Và mọi người thấy cái dáng này. Trông hoành tráng không? Đấy, quả sừng sừng liền nhá. Quả sừng liền nhá. Đấy, dê cụ của cụ đấy. Đây là lưu cọc mà có những cái mắt nu này. Đấy. Nguyên một cái gốc cọc mà bám nu đục ra thì nó lại chỉ là những cái mắt thôi. Đây là cụ của cụ rồi. Quả sừng, quả dáng cũng hơi bị chất đấy. Đẹp lắm mọi người ạ. Nghe nó thích những cái dáng mà gọi là mini chơi. Đây là cụ của cụ nha. Cụ của cụ rồi. Đó, một bức duy nhất. Để theo một chút nữa này. Đấy, gần như đặt như này là uy tín lắm rồi anh em ạ. Gần như đặt rồi, không hơn được đâu. Một con duy nhất thôi nhá. Một dây cụ của dây cụ đấy. Dáng đẹp như mọi người nhỉ. Được cái dáng rất là feel luôn. Và kích thước sau này. Cao 50, rộng 16 và sâu là 15. Cao 50, rộng 16 và sâu 15. Dê lu cộng. Giá 1379 không ship cho anh em đánh tay. Một cụ duy nhất nhá. Cụ của cụ. Cụ của cụ rồi. Cụ lên não rồi. Cụ lên não rồi mọi người. Có một cái sản phẩm này rất là to và khủng khiếp. Em đi mọi người ngắm em chút nhá. Cái này thì chắc phải hai người bê được. Một người thì chắc là không bê được đâu. Đợi em một tí, hai người không biết có bê được không cơ. Đợi một tí nhá, đợi một chút thì em nhờ gọi. Lâu lắm không hàng này. Anh em nào mà thích hàng to, hàng phê, hàng đẳng cấp thì mời anh em chuẩn bị tinh thần ngắm cụ liền cung cố 100%. Gỗ đặc xịt như cục thịt bò. Cố nó đặc mà nó lại có một đá nào vừa đấy. Thôi em xin phép không đập đế đâu nhé. Nhưng mà em chia sẻ mọi người, cô phôi lạ lắm. Gian hàng. Anh em ở không gian nhà to à? Thì ngắm cụ, chơi cụ, bày cụ, bày chơi.
phòng trà to to nhá, to. Anh em nhìn độ dày này, mọi người thấy nó khủng khiếp chưa? Dày như thế này cơ mà. Phui đằng trước đằng sau đều đặc hết luôn. Đây, cục đá này, thì chắc chắn là tự nhiên rồi. Đây này. Thực ra những cái bức tế, những bức cụ tế thường thường là sẽ gắn mà được mới cái phui ôm đá thì sẽ rất là tuyệt vời. Nếu mà gắn được cái phui ôm đá sẽ cực kỳ tuyệt vời mọi người nhé. Nên là anh em nào đam mê và muốn sưu tầm những cái sản phẩm mà đẳng cấp, muốn dùng từ là đẳng cấp và độc lạ, xong lại còn to khủng như thế này nữa, thì mời mọi người bê, và cái giá thành cũng rất cực kỳ hợp lý. Đây đằng sau vẫn còn găm một cục đá đây này. Đây nó còn một cục chỗ này nữa, nhưng mà cục chỗ này thì nó rụng mất rồi, nó chỉ còn giữ lại được cục này thôi. Đó, giữ lại được cục này thôi. Bức cái khủng lắm, đẳng cấp lắm. Một bức thôi. Đây. Mọi người đi cục phôi đẳng cấp. Nguyên cái gốc ôm đá. Thực ra những cái bức như này mọi người mua thì toàn tiền chục thôi, chứ còn cũng không ai bán dưới chục đâu. Không ai bán dưới giá một chục đâu, toàn tiền chục thôi. Toàn tiền chục thôi mọi người. Chứ bảo nếu mà ông nào bán dưới một chục là không có đâu, ít người lắm. Nhưng mà em Minh để mọi người cái giá sẽ rất là hợp lý, nó giá theo đúng cái giá sản xuất thôi. Cái da gỗ đây, đây là đá này, đá đấy, cái da gỗ này dùng nặng lắm, để em vần cho bẹ vẹ thật. Thật sự là bút phu này cực kỳ bẹ luôn, bẹ vẹ, nhìn cụ rất là bẹ vẹ và hoành tráng. Đấy, đằng sau cũng chất, đằng phước cũng chất. Anh em thích hàng gọi là khủng, nặng, to, quái. Đây là một trong những cục phôi đại diện cho cái phương châm của em Minh, đó là ngon bổ rẻ và đẹp độc lạ. Nó rất là khủng và rất là to, xong lại còn độc lạ, ôm đá tự nhiên và được đẹp, xong lại giá thì cực kỳ hợp lý. Mọi người nhé, một bước thôi, lâu lắm các con. Phôi này anh em nào không gian nào hoành tráng thì anh em bày này. Ưu tiên bác nào đến nhà mà mua thì nó đỡ vận chuyển, nó to quá, đá tự nhiên. Cao 79, cao 79 mọi người nha, cao 79. Lâu lắm mới có, thực ra lâu lắm rồi em mới có một bức tế. Lâu lắm rồi đấy, trước nếu mà năm ngoái hoặc cách đây 2-3 năm thì em làm tế, thì mọi người không ai làm tế nhiều bằng em, cụ tế nhiều bằng em, làm nhiều vô cùng và nhiều dã man luôn. Nhưng mà từ năm ngoái năm nay gần như em giảm số lượng rất là nhiều và gần như là còn dừng hẳn luôn. Từ đầu năm đến hôm nay thì như bức này là bức thứ hai, mới có bức thứ hai và mới có một siêu phẩm này là siêu phẩm đầu tiên của năm để chia sẻ với mọi người. Chiều sâu do sâu lắm các cụ, sâu 45 phân, sâu 45 phân. Chiều rộng thì nó sự rộng rất là rộng, rộng là dư 50, mình lấy 50 cho thoải mái, dư 50 lấy 50 nhá. Cao 79, sâu 45 và rộng 50. Mời mọi người ngắm cái dáng thế, cái bẹ phôi, cái dáng, cái chất, cái nói chung là tổng thể, và từ tổng thể đến đường nét đến chi tiết, tất cả mọi thứ đều khủng khiếp và quan trọng đối với một cái sản phẩm giao diện. Nó có một cái bệ cho cụ ngồi. Mọi người hình dung đây là chúng ta như là một người say, một người đang rất là say và đang rất là phê, và tìm những cái mỏm núi đá và ngồi vắt vẻo trên đấy. Đây có một cục đá và có cái bệ, cụ có một cái bệ như là một cái điểm tựa, nó cực kỳ vững chãi cho chúng ta phê pha ở bên trên. Đúng không ạ? Nó, cái sản phẩm nó đẹp. Em chưa nói những cái khác, em nói cái đầu tiên của cái sản phẩm nó đẹp, nó là gì? Có một cái bệ. Cái bệ nó quá là phê rồi. Từ cái bệ lên trên đục nữa, mà nó tôn cái dáng cụ lên và tôn tất cả sản phẩm lên, nó rất là tuyệt vời. Và bức này anh em mua đâu không bao giờ có giá dưới 10 triệu. Đấy là thật luôn. Không bao giờ có giá dưới 10 triệu, khẳng định luôn, mọi người có thể tham khảo. Và bé tí bán 5-6 triệu rồi.
bé tí luôn, bán 5 triệu mà bức này của em cũng khủng khiếp như này. Để cho mọi người giá số đẹp nha, 7.900.000 không ship cho anh em mình tặng. Bây giờ còn được con chó này, chó tham mất dép rồi này. Đây phủ sâm, sóng nước, bầu rượu đổ ra đây, đây là cái hũ rượu đổ nước này, đổ rượu ra cuốn vào đây này. Đấy, 79 cho một anh em hôm nay ấy, giá cũng hợp lý. Tầm mấy em mình sẽ cố gắng bán cho mọi người những cái giá rẻ, cố gắng hết cỡ đưa cho mọi người những cái sản phẩm giá làm sao nó rẻ nhất có thể để mọi người đam mê mà chơi, chứ gì cũng không có báo cáo. Mọi người yên tâm mua của em mình tầm này thì rẻ lắm mọi người nhé. Đấy, phẩm môn này thì hiện tại đang chưa bán đâu, môn to này bây giờ thì nếu mà cho anh em ngắm cho nó phê phai. Đắt chỗ, thật sự là mọi người nó đắt xong nó công đủ. Đây, dưới đủ cả hiu biết, hiu sao biết. Chủ công á, rơi biết. Ok, rồi clip của em nay xin dừng đây, cảm ơn các tình yêu rất là nhiều. Cảm ơn mọi người vào ngày mai nhé, ngày mai sẽ quay một số món mới. Thì hôm nay xin dừng ở đây thôi. Chúc các bác luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an, thành công. Mọi người xem clip thì hay nhớ dành em mình xin một like mọi người nhé. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em các bác nhé. Em xin chào và hẹn mọi người vào ngày mai. Sản phẩm đều có rất là nhiều. Đấy, em là có ai yêu những cái bức u sụn hương đục một cụ La Hán Trường Bi hàng thế đục cái đại liền này, đấy thì mọi người mai ra lô em bán giá rẻ nhá. Em bán kỷ niệm một bát nhé, chất phôi rất là tuyệt vời, đục liền khối. Cái này thì dành cho anh em mà thích chơi những cái hàng thế để phòng trà, giá thì nó chỉ hơn 1 triệu tí thôi. Đây cái da gỗ này, da này thì phê pha lắm anh em ạ, đẹp chưa. Cái này liền hết nhé, cái này anh em mà chơi hàng thế thì bày khá là to đấy ạ. Đây nó phải cao tầm gần 60 đấy, 60 đấy mọi người, không bé đâu. Đây là lưu cẩm bên này mọi người này, lưu cẩm một trong những cái dòng gọi đắt như ma luôn. Lưu cẩm, toàn bộ lưu cẩm, lưu giòn nước đấy, đấy lưu cẩm này. Đây đục cóc, đây là cóc chứ không phải tìm thứ ấy. Đây là cóc đục rất kỹ, hàng này đục chơi đục rất kỹ. Đấy, anh em nhìn chưa, kỹ chưa, đó kỹ nha. Hàng này được chơi để mọi người để bàn chặn giấy, hàng này là rất là đẹp này. Ok, ngày mai các bạn này. Thôi, xin dừng đây cho mọi người nhá. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành good night, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại.